Quang chào tất cả mọi người ở diễn đàn. Bố nghe tiếng Việt tiếng Bắc mà nội dung cái buổi live hôm nay thì cũng nói chung về vấn đề từ thiện đó phải không? Tùm lum, nói chung muốn nói gì bố nói đi, không sao cả. Không phải, nhưng mình theo cái hướng đi trước để mình đi theo cho nó gọn. Tức Tự là cái như chủ tự đề, tức là cái hiện tượng trên mạng xã hội quá, thời gian gần đây cái xảy ra cái hiện tượng xấu, tức là những cái điều mà giống như là tin giả, tin thiệt, rồi phát biểu ngông cuồng, phát ngôn gây sốc để gây sự chú ý đó. Rồi đại khái bây giờ những trường hợp đó nó lạm dụng rất là nhiều, nó không không đi vào vấn đề chính, hoặc là nó xuyên tạc này cái nọ, đại khái Đúng vậy. rồi, thì cái đó nó cũng lâu lắm rồi chứ nó không phải là mới đây, thì nó có từ rất là lâu. Mà cái ngày xưa đó, ý ta muốn nói cái điều là ta ngày xưa những cái người mà ta nhắc đi nhắc lại hoài, có nghĩa là ngày xưa những cái giới văn nghệ sĩ họ mà muốn nổi tiếng, họ lăn xê, tự lăn xê cho mình nó khó lắm, và nó có phải có thời gian rất là lâu. Bởi vì ngày xưa nó không có cái mạng internet, nó không có những cái mà cập nhật thông tin, là không có những cái fan, thí dụ như những một ông mà tuồng như ông cải lương, hoặc là ông như nói sơ sơ đại khái là những người thế hệ trước, những người mà làm nghệ thuật á, thí dụ như là Út Trà Ôn nè, Bạch Tuyết nè, Hùng Cường, họ có một khoảng thời gian rất là lâu để họ trèo lên cái cương vị đó, có thể nhiều người cả mấy chục năm khi họ Đúng biết. rồi. Bởi vì ngày xưa không có cái mạng internet và không ai biết cả, thành ra vì có chỗ đó, thành ra cái sự mà leo lên những cái bậc thang danh vọng của họ nó có chừng mực, có nghĩa là họ trân trọng, bởi vì nó quá khó, Quá họ khó. quá khó, cho nên vì chỗ đó là họ sợ có một cái chuyện gì đó thì cái tai tiếng của họ nó thành tai tiếng, chứ nó không còn danh tiếng nữa. Thí dụ như là nghệ sĩ nghệ sĩ Út Trà Ôn, rồi Phượng Liên, Ngọc Giao, nói chung tất tật những cái mọi người, những lúc lúc trước đó, họ cẩn thận lắm, họ nghiêm túc và họ nghiêm chỉnh lắm. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là họ không dám đưa nhân thân của họ ra trước công chúng, là bởi Đúng vì rồi. sao? Nó có một cái vấn đề chỗ này, nó có vấn đề tri thức là tùy theo gia đình. Mà hầu như tất cả mọi người đều hiểu rằng trong cái thời gian phong kiến, cha mẹ không bao giờ muốn cho con đi vào cái đường ca hát. Đúng rồi. Cái điểm thứ nhất là họ ra đi, họ giấu tung tích của họ, họ mang một cái danh nghệ danh khác, họ không bao giờ muốn nói là tôi là con ông này bà kia ở ngu, nó không bao giờ. Là bởi vì sao? Họ sợ muốn làm liên lụy tới ông già bà già, bởi vì ông già bà già cũng không hề biết ông bậy đâu. Có nhiều người đi theo đoàn hát bị mê quá, mà nghe mê cái nghệ thuật á, với thí dụ như cái đoàn hát đó mới vừa tới cái làng đó, mà trong đó nó có một vài người mà nó cuồng, có cái là mê đi theo mấy anh nghệ sĩ đó, đi theo luôn, tình nguyện đi theo làm vợ không công luôn, hiểu không? Đi theo mấy anh đào hát kém hát, người ta đã từng nói rồi. Thành ra vì đó thì họ không bao giờ muốn cái người trong thân trong gia đình họ biết họ là làm ở nghề đừng ca hát sướng, nhưng mà đó là cái nghiệp của tao nói hoài, tụi bay là có nghiệp, có nghĩa là cái gia đình đó không ai muốn cho con mình, giống như mày bây giờ là mày cũng chẳng bao giờ muốn con mày bây giờ, thí dụ như là đi hát nhạc đồng ý, bây giờ thì nó cởi mở lắm rồi, không còn có chuyện phong kiến nữa. Thì cái chuyện mình cha mẹ sau này thì hưởng được một cái nền văn minh hướng về các nước ở thế giới châu Âu thì mình cũng cởi mở, con mình nó có khiếu gì đó thì mình phát huy cho nó, nhưng mà nó không phải giống như ngày xưa. Ở đây nó có cái khái niệm cái này, có nghĩa là ngày xưa họ đi hát hoặc là họ gì thì họ cái thân nhân của họ, cái tiểu sử của họ về quá khứ của họ giấu nhẹm, và muốn moi móc đời tư của họ rất là khó, Đúng rồi. hiểu không? Nhưng mà bây giờ thế trào lưu nó có Lại internet, muốn nó phô có ra lại muốn phô ra, nó ngược lại như để ngày tạo xưa. scandal. Đúng rồi, nó tạo đủ thứ, cái gì nó tạo scandal được. Nó có nhiều cái người, có nhiều đứa nó bất tài, nó vô dụng, nó chẳng biết làm gì, cái ca thì bộc bạch vài ba câu chữ câu từ thôi, nhiều phô trương thì nhiều. Thì nó tạo hiệu ứng scandal, đại khái nó làm những cái chuyện rùi bu lắm. Mà mình thì nó có những cái lực lượng fan, nó thậm chí bây giờ tao nói cho mày nghe, bây giờ tao mới hiểu được cái việc, thí dụ bây giờ một cái con đó nó mới đổ lên chẳng ai biết gì cả, thì nó làm một cái live show riêng đó, nó làm một cái live show cho riêng nó bỏ tiền ra làm, thí dụ như bằng vài 300 triệu, 1 tỷ, thì cái người cổ động viên mà đứng ở trên hàng ghế đầu và cầm mấy cái đèn mà đèn về giống như kiểu như cờ, chứ cái ba lô cho nhỏ này, mấy cái lá phất này kia mà ghi tên nó hoặc là tên sự kiện là nó bướng không, nó bỏ tiền nó bướng không. Đúng rồi.
nó muốn chi, nó muốn để tiếng tỏ là ta đây có fan, bắt đầu nó mới gây dựng cái lực lượng fan từ nhỏ từ từ lớn lớn, có nghĩa là nó dùng thủ đoạn chơi đây, nó không có dùng chân chính. Thí dụ như ngày xưa một ông ca sĩ chẳng hạn như là tài tử ca sĩ và ca sĩ Minh Cảnh đi hát cổ nhạc hay chắc thằng quỷ kia nó biết là ổng lên hoặc ổng nghe những biến cải của những sự cải lương làng hơi làng điệu của ổng khác thường hơn những giọng ca ngày xưa, ổng đi lên bằng cái sự thực lực chân tài của cá nhân ổng chứ ổng không có phải kiểu như xì cái như bây giờ. Ổng đi theo đoàn rồi ổng đi lưu diễn, tự nhiên người ta cảm thấy cái giọng hát của ổng quá hay và quá đặc biệt, vì đó các hãng đĩa mời ổng vào thâu đĩa nhựa, biết không, chứ nó không có cái tình cảm giống như kiểu như là tạo hiệu ứng ở đám đông rồi tạo hiệu ứng xì canh đan để mà lôi cuốn người ta, mà bây giờ thì nó đủ trò hết. Cái đó nó cũng nói lên là mình nói lên một cái điều là ngay bây giờ cái cô giống như đây hai lai ba lai tao cũng nói với mày đó, có nghĩa là cái nền văn hóa nghệ thuật của Việt Nam mình nó đang trên đà xuống dốc, cũng không đâu xa những cái đất nước láng giềng của mình thì mình đang thua thiệt, là bởi vì mình đang dậm chân tại chỗ và có cái điều hướng là bắt chước phương Tây, du nhập những cái format của nước ngoài vào, Đúng. làm mai một cái nền văn hóa nghệ thuật của Việt Nam mình. Tôi nói bây giờ thành ra bây giờ cái game show trên TV nó đầy dãy mà toàn là đi mua format của nước ngoài không, tại làm ta Làm người ta kiểu đó sáng kiến, nó tại người không kích ta thích được nhân tài đúng không? đúng Không kích thích đúng được nhân rồi tài phát triển. tại làm sao anh đi mua cái format của nước ngoài mà tại làm sao anh không tự động bản thân của đất nước mà anh làm ra, Đúng rồi. anh làm ra cái format của anh làm ra mà để người ta mua cái bản quyền của anh mới là hay, Đúng toàn rồi. là anh đi mượn vai giao qua qua cúng Phật không à, anh không phát huy bất cứ một cái gì à, mà du nhập toàn là cái thứ vô bổ. Cái đó báo cũng nói với con rồi, cái chủ du nhập rap á đó, Đúng có thấy rồi. không, đó là một những cái mà rất ư là bê bối mà nó nhớ nháo rồi mà nó làm đu luôn đó. Thì mình nói sơ qua cái vấn đề coi như là cái nghệ thuật văn hóa của Việt Nam mình hiện giờ nó đang dậm chân tại chỗ, mình không dám nói xuống cấp mà mình chỉ nói dậm chân tại chỗ thôi. Thậm chí những cuộn phim ta cũng đã đề cập vào vấn đề phim ảnh nữa, phim ảnh của nước ngoài ta nói cho bạn nghe rồi, cái người đạo diễn hay hoặc là cái người biên đạo để mà biên kịch nó hay, làm sống đi sống lại những cái giai thoại mà Việt Nam mình hùng hào hùng đủ mà tao mới coi. Tao nói mày đó, tao mới coi cái vở phim này Võ Võ Bắc Thiên Truyền Kỳ, cái vở Bắc Thiên Truyền Kỳ này nó thêm thắt, cái làm hay lắm, nó thêm thắt vào đó đó những chuyện lâm chuyện tình lâm ly bi đát vẫn uẩn khúc những cái rồi, để coi như đó là cái thằng biên đạo nó mới làm được cái điều đó. Nhưng thực sự ra cái nguồn gốc của cái bộ mà sử mà bỏ thì nó không phải vậy, nó khô khan và mày hiểu không, cái gì cũng vậy, tức là nó thêm thắt vào dựa dẫm trên một câu chuyện có thật để cho nó thành một cái cuộn phim hoàn chỉnh. Nó giống y chang như cái phim mà Titanic của nước của nước nước Mỹ hay ở nước Mỹ, cái phim đó nó chấm dứt là bởi vì cái tàu đó nó chết mẹ ráo rồi đâu còn, nhưng bà giờ muốn dựng lại cái phim đó không lẽ dựng kỳ quá, nó khô khan, lồng vào đó một chuyện tình rất Câu là chuyện ướt là át, mày hiểu không. về sự hấp dẫn. Việt Nam mình nó dở quá, nó không làm được một cái gì cả, trong khi đó ở đất nước mình có nhiều giai thoại những vị anh hùng, hai bà Trưng, bà Trắc, bà Triệu, Triệu Ẩu, nói chung là những vị danh tướng của đất nước mình rất là hay, rất là nhiều, không có thiếu, Đúng rồi. mà họ không làm được điều đó thì họ quá dở. Quang Trung rồi, tướng là Quang Trung rồi Nhiều đúng lắm, không? thiếu gì những trận đồ đánh quân Nguyên là Ngô Quyền, trời ơi đóng thờ nhiều cái rất là hay mà họ không chú tâm, họ làm họ bỏ qua mẹ cái hết mà họ đi bắt chước người ta, không bắt chước những cái bậy bạ ngoài kia không, vì đó tao chán. Tao tính bàn mày cái vụ này, tao hôi tay mày dẹp like dẹp đồ đi, mày giờ mày ủng hộ tao đi, tao làm cái quỹ quỹ gì quỹ 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 thiện nguyện hả, quỹ quỹ gì quỹ gì Từ quỹ thiện gì tụi hả? đó làm từ thiện, quỹ từ thiện, quỹ từ thiện đi được không, đồ má tao thấy bây giờ phong trào nó dễ kiếm tiền. Bố đưa ra, bố giờ bố đưa ra, bố đưa ra tiêu chí đúng không? Bố ra tiêu chí là con Đùa cháu trong đây má, nó ủng hộ liền à, à, phải ủng không? hộ mà có tao ghi là ai muốn ủng hộ từ thiện của người giúp đỡ những người dân nghèo, mình ghi sao, mình ghi sao mà trên cho nó thuê lương, thí dụ như là ở nơi đây nhận tất cả những phần quà từ dù nhỏ hay là dù ít dù nhiều hay là Đúng gì rồi. đó, để ủng hộ những người dân hiện giờ ở Việt Nam đang nghèo đói. Nhưng mà bà ghi con nhỏ thừa đủ, bà ghi lớn con nó quýt chết mẹ, thằng nào ngu đáng chịu ngang, thằng nào ngu đáng chịu. Đó.
viên cái chữ nhỏ ở dưới thôi được má đúng rồi gì để chi để sau này mày lỡ nó có được cái thưa tại rõ ràng mày đọc rõ à. ràng mà Đúng tụi mày rồi. vô ráng mày chịu chứ đúng không đúng không Đúng rồi. đúng không đồ ghi cái kia thiệt bự nhưng mà ghi cái chữ thiệt là nhỏ ngang chứ nhỏ càng tốt thằng nào mua ráng chịu đồ để dưới đồ hả rồi sao mình chụp hình Nhưng mà dạ mình phải đưa vô câu chuyện thật là lâm ly bi đát giống như là đúng rồi Kiên phải Giang là một anh chàng đúng nông rồi dân tỉnh Kiên nông dân Giang nhưng vì sức khỏe yếu kém phải không đúng do rồi không thể bị không thánh thể ba vận động dân liệt nặng được tứ không chi thể gì đó tứ tại chi khác không phát nhà triển đó đúng bây rồi giờ đang nằm một chỗ tay thì thôi què quặt cho nên chân đúng thì rồi bại đó sụi chỉ có lớp thôi chỉ có lớp thôi cho đó nên vì cho đó thành ra giờ mình phải giúp đỡ anh chàng đó đúng bằng rồi cách là đúng rồi phải quyên góp phải làm cho nó lâm ly ra ngoài quỹ xong rồi đúng đúng rồi rồi đó quỹ Kiên đó Giang rồi đó đúng không đó quỹ cái vàng đó vậy đó thì đưa ra câu tao tính chuyện đàng làm vậy hoàng đó đưa ra câu chuyện cho lâm ly bi đát chút rồi chị đúng đó rồi được không phải 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 thay phong trào mà rồi có thay phong trào được mày thấy được không được ý là ông ai ủng hộ tự có cái dễ dẫn này bố thấy rõ ràng là một Kiên Giang mâu thuẫn không trong khi Kiên Giang bữa giờ than khổ than này không có kia thì người ta ở đây là người ta trong diễn đàn người ta phát động phong trào gom tiền cho Đúng ông qua ông rồi. viện trợ cho ông muốn gì nữa còn cái Trời. kia chẳng qua cái câu chuyện người ta giận thôi có thiệt đâu mà ông sợ miễn sao ở đây Trời ơi. là tôi với bố cầm là quyên góp làm sao có tiền về cho ông thôi không muốn gì nữa Thôi, đúng rồi. Cần gì là phải thắc còn cái mắc. kia là cái câu chuyện người ta đưa lên thôi đúng không Ừ, nha đúng đồng ý rồi. vậy nha Đồng lấy ý nhân vật chưa? Kiên Giang rồi đó, lấy nhân vật đưa ra nhân vật Kiên Giang mình phải đưa ra một câu chuyện gì đó nó thảm thiết đúng không nó thương cảm nó Đúng mới rồi lay là phải động nói được là phải viết coi là anh chàng này là bị bại liệt tứ chi hai chân tứ chi không có được tối ngày chỉ nằm một chỗ thôi bây giờ chúng ta quyên góp để mà mua cho anh một chiếc siêu xe đúng rồi Lamborghini Lamborghini vừa bò vừa đi Lamborghini mà vừa Lamborghini bò vừa đi nữa đúng rồi đó đó đúng không phải vậy đúng mới được rồi là phải làm rồi cho nó lâm ly bi đát chút rồi đúng xong rồi rồi ai ai ủng hộ thấp nhất là 500 ngàn nha cao đúng nhất là rồi bảy cao nhất bao nhiêu cũng được nhưng mà thấp nhất là 500 ngàn dưới 500 đúng ngàn không rồi nhận không đâu nhận đúng rồi đúng rồi 500 đó ngàn không nhận rồi điểm nhất cái điểm thứ hai nữa là coi như là tao dặn mày rồi nó nhỏ nhỏ nha ghi cái chữ đừng làm ngu đó ngu đáng cho đáng coi chịu như ra là rồi ghi nhỏ nốt nhỏ cái phần ghi nốt cái phần nốt đúng không bố cái phần nốt cái thằng phần bé nốt nó nói chú ý nào nó đó nhưng nhưng mà vậy nè bố cái phần nốt đó mình ghi tiếng Campuchia mình ghi đó tiếng Campuchia để làm gì ghi để sau này Campuchia cái đó không tôi ghi cái ba thứ tiếng đấy Campuchia ba bốn thứ đấy là một là tiếng Anh là hai là tiếng Campuchia là ba là tiếng Lào là bốn là tiếng đó Trung Quốc mà không ghi tiếng Việt đó Nam nha đúng rồi đó rồi không ghi đúng tiếng Việt đúng Nam rồi đó không không ghi rồi tiếng Việt rồi chụp hình lưu lại để đó là bằng chứng đàng hoàng nha thằng này bốt một chữ ra mày coi cái này nè mày nè coi em mày nói ra nha rồi mày phải sợ rượu ra tòa phải chịu đâu Kiên Giang là phải chịu rồi cái chân khoái rồi Kiên Giang có tiền rồi đúng không đúng rồi ủa trời ơi bởi vậy tao đã mới nói thiệt những cái lúc mà nó có những cái bất cập mình ở đây tao tao thì tao chẳng bên ai và tao cũng không biết ai mà ở trong chị Nam cả nhưng mà thường thường ở tao nghe những người nào mà làm được từ thiện á là tự nhiên con người mình nó cũng thấy nó cũng lâng mừng lâng cũng sướng mừng dạ đầu tiên ngày xưa tao cũng thấy Thủy Tiên công binh rồi Đàm Vĩnh Thân rồi nói chung là tất cả ai mà chung tay góp sức mà coi như là mà để mà từ thiện thì nó tao mừng hết trơn nhưng mà sau này nó có những cái mà nó vỡ lẽ ra tự nhiên mình cảm thấy mình bất ngờ và mình cảm thấy là mình hụt hẫng nó thẳng là vậy mình cũng không ngờ cái điều đó xảy ra rồi hiện giờ thì hiện giờ thì mình không bên ai giống như trai nghèo nông dân có nghĩa tâm bên ai bỏ ai cả nhưng cũng có điều thì ở đây mình cảm thấy là nếu không có cái gì thì tại làm sao không minh bạch nó có cái chỗ đó, đó có phải không minh bạch thì bình thường mà đã minh bạch thì không cần người ta phải kêu mình làm xong là mình minh bạch liền thì cái chuyện gì đâu ai nói được bây giờ tôi nói cho mày nghe nó có nhiều trường hợp tất cả mọi mà ca sĩ mà làm từ thiện đều bị bà Hằng kêu ra hết mà tại làm sao bà Hằng không kêu Quyền Linh Đúng rồi, Lý lý Hải, tại sao tao hỏi tao đánh vô hỏi tại sao tôi trả lời tao coi thử coi bởi vì nó làm quá minh bạch nên ra bà kia bảo muốn ghét lắm bảo muốn lôi ra được nhưng mà không có kế gì ra lôi đúng không không sai cái gì lôi hả? không sai cái gì lôi giống như tao nè mới về đủ mới quay quyên góp từ thiện cho thằng Kiên Giang Kiên được Giang. 500 triệu ra đủ mà tại sao mày tôi không lôi tao ra được đi Đúng rồi. Thì mình đó công khai đúng không? mình Bố con công mình công khai khai mà trên đây mình đâu đúng rồi có sai sót gì đâu. Đó. ừ
riêng cái chiếc là Lamborghini không á, là hết 300 triệu rồi, thấy chưa? Đúng rồi, đúng không? Đúng đó, đúng là vừa bò vừa đi nè, rồi giờ sau đó là còn tại nhà là mua thêm chiếc đi lăn nữa, là vừa đi vừa lăn nè, đúng không? Đó là thêm đúng 50 rồi triệu nữa, đúng không? đấy, Không, mua rồi toàn là xe hiệu không à, đúng không? xe hiệu không mà Lamborghini mới đi lăn luôn rồi, dữ dằn chứ, đó hết đó 350 triệu rồi. À, còn 150 triệu là để riêng cho Kiên Giang, đó là xài tiền túi để xoay sở, làm đúng ăn mua rồi. bán sống qua ngày. Ồ, Bà đã thích ghi chơi số vậy rồi bà thôi. gì đây thấy À. không? Tao thấy ở Việt Nam mình có cái xe mà xe lăn mà cứ kéo tới cái lui trước đó để một cái bàn Đó, nhỏ miếng giấy làm sao mà kẹp cái số vừa cho bán đi đó, vừa lăn đó, gọi đi đưa lăn đi đó lăn bố. đó. À, vừa Ờ, đi vừa trời lăn, ơi, đi bình lăn. thường xong buổi chiều về cái tắm rửa sạch sẽ cái rồi chơi cái Đúng rồi. Lamborghini. Đúng rồi. Phải không? Rõ ràng chuyện nó bình thường hết, cho nên bởi giờ tao nói rồi thì bây giờ tao cũng đã hướng bỏ hướng là mai mốt mà đừng có livestream nữa, tao không có lên đâu, lo chuẩn bị để mà làm từ thiện đi. Đó, tao làm cái về tao làm từ thiện, tao kêu gọi từ thiện để đầu tiên là thằng Kiên Giang, hai là thằng nào nữa ta? Nào nhiều lắm, ở trong tao không biết tên nhưng mà nhiều lắm, nghe là ở trong nhiều lắm. À, nhất là dân Thằng trí cội là rất là nhiều. thằng thằng gì mà bố hay thần tượng đó, bố thương nó lắm, thằng gì lên súng á, nó lên ổng khóc hoài á. Như hả, rồi xong là cái À. tới sau thằng 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 Kiên Giang là tới thằng Linh Súng, rồi tới thằng À. nào nữa, rồi thằng gì nữa, thằng cái gì Khải Khải ta, gì tao không nhớ quên, tao không biết, tao không biết tên. Giang rồi, lên tiếng thì mới coi được không, cái kèo đó được không Kỳ Giang, đồ im ru rồi không? Được Xác thì đều nhận xác nhận đi, đều đi, chủ thể phải có ở đây thì ok đi. đều có cầm thì có mọi người đây người ta mới tiến hành được chứ. Rồi, ok thì thôi bỏ qua cái vụ đi một chút, mình nói chuyện sơ sơ về trụ nước Mỹ một chút. Tao nói mày mày nước Việt tao không có rành. Nước Mỹ là ngày mai là ngày ở nước Mỹ nó có một cái chuyện biểu tình rất là lớn. Biểu tình đây là cái biểu tình nó buồn cười. Tao nghe thấy những bị nước Mỹ là tao buồn cười biểu tình. Các con phải hiểu là cái ngày 6 tây tháng 1 là cái ngày đó cái điện Capitol của nước Mỹ nó bị tấn công về cái chuyện biểu tình, con phải hiểu rồi gì. Thì À. FBI với cái lực lượng của an ninh của Mỹ đã bắt 400 người, 400 người trong đó nhiều đủ rồi thành phần, trong đó cũng có người Việt nữa. Thì hiện giờ người ta để người ta siêu tra, người ta coi ai cầm đầu cái điều đó rồi sao. Thì ngày mai á, thì có một cái lực lượng để biểu tình để mà đòi hỏi là phải thả những người đó ra. À, nó quái quăm vậy đó, nhưng mà đứng sau lưng là hậu thuẫn là ông tổng thống, cựu tổng thống là Donald Trump. Đồ má nó ác ông đó, buồn cười không? Có nghĩa là trong khi mà có tấn công vào cái điện đó thì nó có tử vong, nó có năm sáu người tử vong chết rồi, có những người bằng chứng video quay trực tiếp các cái tấn công đủ thứ các gọi, thế mà nó ngược ngạo ở cái chỗ này. Có nghĩa là cũng giống như hôm qua bố lên bố nói với ông Phượng, nghĩa là tao không không hiểu sao mà có một người thống đốc tiểu bang yêu cầu dân chúng chích ngừa mà đã bị bắt, nó bị bắt ông phải phế truất xuống, nó không cho, nó không chịu, nó quái quâm mà nó ngược ngạo vô cùng đồ. Mà ở đây thì bây giờ cũng vậy, thì cái ông này ổng để ngày mai coi thử ra, tao hẹn với ông Phượng rồi, có nghĩa là trong lúc ngày mai mà nó khi nó biểu tình đó thì tao với ông Phượng lên live để mà phân tích, chứ bây giờ phân tích sớm quá thì nó không hay đó, Rồi thì không. nó không hay là bởi vì chưa biết cái việc gì xảy ra. Nhưng mà nghe nói là ông Trump đã đứng sau lưng hỗ trợ nhưng mà giấu giấu, có nghĩa là ổng chỉ đánh tiếng thôi, đại khái Dạ. ổng ủng hộ chuyện này kia. Nhưng mà mày thấy có bao giờ ủng hộ tử tù bao giờ không, đủ ủng hộ thằng sát dân bây giờ không? Nhưng mà ở nước Mỹ có một số người to mặt lớn, chức vụ quan trọng rồi có kiến thức, toàn là thạc sĩ, toàn thượng nghị sĩ, toàn bị không cũng hùa theo là cái phe phía bên Cộng hòa đấy. Nhưng mà theo tao nghĩ nếu mà chuyện này nó xảy ra rồi, khi mình giật rồi thì theo cái đảng Cộng hòa rồi mất tín nhiệm, mà hầu như dân chúng chẳng ai tin nữa, thì bởi vì nó hư bậy bạ quá, nó có những cái mà nó làm rất ư là nó trái lại với cái chỉ tiêu của nước Mỹ. Bởi vì ở đây là nói không, nó chụp mũ nói có rồi gây bạo động, cái kỳ thị chủng tộc, cái chia rẽ xã hội rồi. Úi, nhiều lắm, nói chung là nhiều lắm. Nhức đầu rồi bố. Cái gì trước đầu lý do Việt Kiều con của Linh Súng bị Covid mà Cộng sản không lo, hải ngoại gửi về 30.000 đô. Ồ. À.
Trời đủ bà rồi, thằng đệ nói là cái gì đây? Cà khịa là ai không báo bố không biết, linh súng mới được tài trợ bà đóng ở ra thấy chưa? Có nghĩa là ngày nào đông khóc lóc á là để nó xin tiền. Để tôi nói không, ở đây tôi bảo rõ ràng cái từ mà gọi là kêu bà lên mạng kiếm cơm, trống cộng kiếm cơm là có thật. Ở đây nó có một cái tên cái cà khịa đó, để nó mới lên cơm kia. Đó, có nghĩa là lên khóc lóc để mà kiếm tiền, rủ lòng thương với nước ngoài, được chửi bất chấp để mà cái đó theo ta thấy là nó nhục nhã chứ đâu có không có cái gì vinh dự cả. Có nghĩa là mày khóc lóc cho nhiều vào thì người ta thương cảm, người ta cho đó là một nhận cái đồng tiền của một cái đám người lưu vong và họ chống phá lại đất nước. Nhưng bằng cái chuyện đó nó không xin ra gì đâu, mày ráng khóc vài năm nữa đi, rồi nó không cho nữa thì lúc đó mày sẽ biết thôi. Bây giờ bạn không bàn không bàn tới nữa là bởi vì sao, ngay ở tại thời điểm này mày phải hiểu rằng như vậy là mày thằng Linh Súng á, khi nó khóc lóc ra thì những người Việt kiều Mỹ mà nó có cái tính cách mà giống như kiểu như là đã phá chế độ Việt Nam mình đó, thì nó hay bỏ tiền vào trong mấy thằng này để cho mượn mấy thằng này chửi, mày hiểu tao nói không? Nhưng mà ở ngay cái tại gốc rễ cái cội nguồn của các bạn của những bọn họ đó là ở ngay phố Bun Sa TV đó, mày thấy nó nhục nhã không? Tên đường gỡ xuống không dám nói, cờ thì không dám treo. Nói chung là cái mình từ Việt Nam nó gọi là gì, rụt vòi ha, nó kiểu co cụm, nó kêu cái gì đó rụt rút vòi thì đại khái là không còn cái gì để mà nói nữa. Sự nhục nhã đó nó không phải người dân của cái mà nhục nhã là những người cầm đầu, chẳng hạn như là Tài Bùi là nghị viên thành phố, là những người gốc Việt đó nha, rồi thí dụ như là Vũ Huynh Trưởng nè, Hà Văn Sơn là với người mà thuộc dạng mà cầm đầu á, không hề lên tiếng bất cứ một cái gì. Cái sự nhục nhã nó kinh khủng luôn, mày biết không? Những người ông tướng Việt Nam Cộng Hòa tao cũng là một, tao biết mà, ví dụ như là cái gì đó Tức Dùng, rồi những người ví dụ như là xài bản tên những cái tên chữ Việt đó nó gửi sạch bắt đây, mà mấy ông này im re không dám lên một tiếng, một không dám hó hé, không dám Nói hó hé. gì nói gì còn gì, nói bố về bố nhôm, bố sẽ nhìn ra nhiều vấn đề nè. Cái tay ăn rêu đỏ đó có phải là đại diện cho cộng đồng người Việt không, Đúng rồi. đúng không? Là nghị viên là được Nghị người dân viên bầu lên mà. mà, đúng Đúng không? rồi, có Mà được bị dân biểu bản mà. xứ nó chửi là một con ký sinh trùng, Được nó đòi biểu về đuổi nước đó luôn. đó. Trời Thì gì tại đó. sao Đó. không đứng lên Thì đấu vậy tranh giành lại ra cho đó. cái Đúng quyền rồi. lợi của cái người đại diện cho mình đi? Nếu mà Bây giờ xét theo tao. một cách nào đó thì người đó gần như là một lãnh đạo của một cái cộng đồng, bố công nhận không? Rõ Rồi. ràng Rõ ràng nó nhục lắm đó. mày ơi. Bây giờ tao nói mày nghe, thằng Linh Súng, tao không biết Linh Súng nào chứ, nhưng mà tao nói mày nghe là Linh Súng quay mũi lại chửi là những cái kẻ nào mà hất hủi cái người ân nhân tao, nó cho tiền tao mà, bây giờ mày chửi nó đâu cũng được. Bây giờ mày mà không chửi nó mất, nó mất, bây giờ nó mất mẹ rồi, nhưng thực Rồi. chất nó mất mày phải chửi nó, nếu còn là thì nó mới gửi tiền nữa, nó không có đủ, không có con mẹ sẽ nó gửi tiền được, mày sẽ cắt đứt, nó cắt đứt lương thực mày, cho nên là mày phải chửi tụi nó, mày phải chửi cái đám mà ai mày dám rồi mà gỡ trên đường chống lại cái gì đại khái, nói chung là đúng rồi, mày chửi cái nào Cái giống nghị là quyết mày đúng không? Cái nghị cái quyết nghị luôn quyết nhớ rồi, chống lại của Mỹ rồi đó, ở đó nghị quyết gì đó không? đó Tao phải đường đường cũng là cái nghị quyết của cộng đồng mà mấy ông đồ muốn phá hủy cái nghị quyết của cộng đồng, mấy ông đồ đâu có đúng được. rồi đúng rồi đúng Đúng rồi, không? mày lên mày phải là kêu gọi biểu tình chống chống lại là nền dân chủ nước Mỹ hoặc là gì đó, để Đúng khái là rồi. đó mày phải làm vậy đi, mày Đúng bóc rồi. rổ nó không đó mà nó không có làm được gì mẹ chứ nữa, sao gửi tiền cho mày được, trời ơi mày phải chống nó, mày phải chống những thằng nào mà gây thiệt hại cho ân nhân của mày, mày hiểu không? Đúng rồi, chứ Ok mốt nó đuổi cổ ân nhân ký sinh trùng đi về lấy tiền đâu ừ mà mày làm cho. lấy tiền đây mà cho Đúng ừ, rồi, bảo vậy đúng người ta rồi là phải như vậy, người ta phải lên người ta chửi mấy kia, người ta đúng đấu rồi tranh. Đúng là mấy thằng này ăn cháo đá bát. Đúng không bởi bố? đó ừ, đúng rồi Mấy thằng này đó tức là ký sinh cái trùng của ký sinh cứ trùng. cứ giữ nguyên vậy đi, rượu má có gì tao kêu gọi từ thiện nha, rượu má mày có cần viết cái status không? Lên cái tờ tốt đi bố. Nhưng mà giờ Kiên Rồi Giang đồng ý không nè? Bây giờ Kiên Giang Kiên đồng ý không để Giao, lấy Kiên Kiên Giang làm câu chuyện Giao để kêu gọi nè, đồng ý không? Đồng ý chỉ gần để chỉ ok thôi. Rồi kêu gọi là bao nhiêu được bao nhiêu thì gửi cho Kiên Giang. Đồng ý tao viết không? status liền Lâm bò Guinea đàng hoàng nha. Chơi là lâm bò Guinea đàng hoàng á chứ không phải là tầm thường đâu. đúng Nó chạy rồi đâu mất tiêu rồi ta, nó chạy đâu mất tiêu rồi. Chạy rồi, nó chạy rồi. Chạy rồi. ok Là quá chán nhỏ rồi nhỏ tiêu. chán mệt được ok thì
chẳng bữa nay nói chung là cái chủ đề đó không có hạp vô là từ thiện như bây giờ đó nó đã. Ok thôi, con hỏi bố cái về quan điểm của bố về việc này nè. Tức là mới đi lùm xùm về vấn đề mà cái văn hóa của một vài giới ca nghệ sĩ và phát biểu gọi là phát ngôn nó Có lệch bố mới chuẩn, nó thiếu coi trung. cái Bố coi chưa? IPTV4 coi rồi Đó, mới thì thì theo quan điểm của không. bố thì thế nào? Bố có mong muốn, cá nhân bố có muốn là nên chính quyền hoặc là những cơ quan có thẩm quyền nên có bộ quy tắc, ban ra bộ quy tắc hoặc là những biện pháp chế tài cụ thể Nói để như mang cái vậy tính thì gọi cũng là không ngăn chặn cái trường hợp này không? không ăn thua cái danh dự với cái bản chất, cái bản ngã của người đó thôi, chứ ta đó cũng lại nhìn cũng lại nó chán ngắt chuyện hồi xưa chút. Những cái người nghệ sĩ mà ngày xưa đó mình không nói chân Dạ. chính là không chân chính trong đó, với người dân, Dạ. bởi vì ngày xưa là hát đinh hát miểu, mày hiểu không, Dạ. đôi lúc cũng nhiều khi có những cái rất là bức xúc nhưng mà họ không dám nói. Họ bởi vì sao, họ sống hàng đêm là nhờ những cái người dân đó mua vé để mà vào coi xem họ. Bởi Đúng rồi. vậy thường thường cho nên vì chỗ đó, đó là cái bản, đó là cái nguyên tắc mà ban đầu, cái thuở ban đầu mà khi anh bước chân vào nghệ thuật là anh đã hiểu được rồi. Đó là cái không cần phải ai dạy cả, không Luật cần bất thành văn phải, đúng không? Gọi là luật đó bất là thành luật văn bất nè. thành văn. Cái điều thứ nhất, cái điều thứ hai, cái người nghệ sĩ mà hát nhạc đó thường thường họ có một cái câu thề là không bao giờ cho tiền ăn mày, là bởi vì sao biết không, họ là ăn mày của nhân dân rồi Đúng rồi. thì họ không bao giờ cho tiền ăn mày cả, họ giàu nước chắc đổ tường nhưng mà họ mời cho họ cho tiền người ăn mày đó, thì vì vì cái đó ta mới nói cái đó là cái luật bất thành văn rồi, cái đó là cái nguyên tắc cơ bản của một người nghệ sĩ rồi, chắc ta không muốn nói với chị em đưa mà cái nghị định hoặc là đưa thì trụ bể nó dở quá, nó thua con súc vật, bởi vì con súc vật nó ngu thì người ta mới dạy đó, còn này cái chuyện nó đã không cần phải dạy. Cũng giống như chuyện mày ăn cơm, mày bọc và ăn cơm người Việt là phải có đôi đũa, mà mày 40 tuổi rồi mày không biết gắp đũa hả, đâu phải cần ai dạy mày cái điều đó, là Đúng vô rồi. đình đi đúng rõ ràng. Thì vì cái đó mình không nói, cái chuyện đó nó hơi vô lý, mình chỉ nói là những người nào không xứng đáng mà xứng danh không xứng đáng nữa, người đó thì cho nó xuống cái rượu mà thùng rác hay đi, hoặc là toilet hay đi, cái mẹ không có bàn biết gì trên trời. Bởi vì ta mới coi rồi, ta thấy có những người thí dụ như hồi nãy mình chiếu lên ta coi đó, về TV4 phát lại thì Trang Trần nè, Đàm Vĩnh Hưng nè, rồi ai nữa, rồi Hồng Dân nè, nói chung là đủ mấy chữ Chắc chị đúng rồi. Nó có những người đó là hầu như nó coi khán giả không ra gì cả, nó chửi quá trời là chửi. Thằng Đàm Vĩnh Hưng là đóng cái mỏ về lại cái đồ thứ ngu si ngu ngục gì tùm lum ra, con Trang Trần thì đâu mà có cái hình chụp nó rất là vô duyên, mà hình hình của nó thiệt tao, nó còn gọi chàng hãng ra đủ mấy, nó làm tùm lum tà la đồ nào là ui giời ơi đồ con đó rất là hổn mà nó rất là mắc dạy, thì rất là nhiều thành đó những ngôn từ không thể nào phát ra một cái miệng mà khi nói chuyện ra là nói chuyện cả một vấn đề dân chúng, rất là nhiều người nghe, không ai muốn điều đó. Thì cảm người nào mình nói một câu là người nào cảm thấy mình không xứng đáng nữa thì tự động trở về vị trí cũ đi, hiểu chưa? Chẳng hạn như Đàm Vĩnh Hưng thì bị trở về hơi tóc đó, đơn giản thôi, đâu có mẹ chứ vậy, không được ra. Còn này muốn hát không ai cấm mày hát, mày hát hát phường, hát chợ, hát lô tô, hát ba cái linh tinh gì ra được, mà cũng không phải, mà cũng không phong danh này là nghệ sĩ con mẹ, mày chỉ là hát hát lô tô thôi. Bây giờ Dạ. tao cũng đã từng mày rồi, tao những cái giọng hát đó không có cái gì hay hết trơn, không có cái gì đặc biệt hết. Hát là phải có một cái gì đó người ta hiểu rằng đó truyền tải bài hát đúng nội dung, và nó không được quyền sửa lời, không được quyền làm những cái chuyện mà làm cho nó hư cái bài hát, hoặc là méo má, méo dạng cái bài hát, là nó không không tôn trọng với người nhạc sĩ nhiều nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ cái ca sĩ bây giờ chán lắm mày ơi, nó khổ ít khi nào chán. Thì nó là vậy. Còn cái chuyện mà bố không có ý kiến gì cũng vậy đó, thì bởi vì những người mà, nhưng mà chỉ có cái điều này là những người đó tự nhiên có cái từ được coi như là gì, nhạc sĩ ơi, ca sĩ thần tượng đại khái là tự động là họ tăng họ lên, hiểu không, chỉ cần Dạ. là
nó hát được ba bài tự động là nhạc sĩ gạo cội, nhạc sĩ lớn, rồi đây là thần tượng, rồi idol tùm lum tự phong tá đã một mình được quá, đó, có ai đưa ở đâu đâu, rồi bắt đầu rồi rồi không được quyền gì dùng cấm thì rồi tụi má tự không tự cái gì tự ngôn tự đại như là rất ư là phản, thấy 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 không ra nó bao gì cả, bởi vì loạn ngôn loạn ngôn à loạn ngôn đó vậy đó. Bố biển bàn rồi đó, bởi vì tùy theo mình nói thì nói vậy thôi, chứ cô cũng có một số người thích thì quyền của họ thôi, mình không có cản. Nhưng mà đôi lúc mình cảm thấy những người đó không có xứng đáng, không không có xứng đáng gì, không có xứng đáng. Tùy theo mỗi người chứ, mỗi người đều có một cái quyền quyết định của họ. Thì mình nghĩ bây giờ cái xã hội bây giờ cũng cũng nắc sơ cái xíu chỗ này nè. Cái thở mà mình nước Việt Nam mình còn đói kém á, năm 1980 trở đi, 80, 90 tới 2000 đi, thì đất nước Việt Nam nó cũng đi từ từ phát triển, nhưng mà nó không phát triển chứ dội như bây giờ. Thành ra cái đợt quỹ tiền, cái quỹ tiền tệ trong nhân dân, họ không có thừa bữa, họ không có dư giả, họ không giàu. Cho nên cái vụ mà ca sĩ này, ca sĩ kia thì vụ mà nó không có làm giàu lẹ được, hiểu không? Nhưng mà mình phải hiểu này, khi con người ta phát triển, tao làm ăn được, tao duy trả, tao thừa tiền, thì đương nhiên con người ta. Mà lý cái này có nghĩa là khi anh thừa tiền, anh giàu có, tự nhiên con người anh rộng lượng. Tao dẫn chứng cho mày nghe nè. Một buổi nhậu, tao nghèo đủ mà đặt chích lô chích mẹ, sao mà có tiền đâu mà đi nhậu hàng ngày. Nhưng mà mấy đại gia đi nhậu, mà đại gia đi nhậu rồi là phải bo, thậm chí mấy mấy giây số. Kế bên cũng mua, mua phát, tao ta cái nghĩa là mua phát người tờ, người hai tờ để làm kỷ niệm. Mày hiểu tôi nói không? Vô tình là làm tất cả cái kinh tế nó đi lên. Cái thằng bán giấy số nó bán cũng được. Cái con thằng bán quán nhậu nó cũng cũng có được tiền. Mày hiểu tôi nói không? Do là do người dân Việt Nam mình làm ăn nên ra và cái kinh tế Việt Nam đi lên thì người dân người ta mới có tiền. Mà khi người ta có tiền thì người ta lại rộng rãi. Người ta lại bao dung. Thí dụ có thằng làm ăn được, mày kiếm một ngày một tháng vậy vài ba chục triệu, có nhiều người tháng người có nhiều người kiếm vài trăm triệu có hết rồi, nhưng mà cách đây khoảng như 10 năm 20 năm chuyện đó là mơ, đúng không? Thì cái đất nước, ý tôi muốn nói là đất nước càng lên thì người dân càng có tiền, mà khi người dân có tiền thì người ta rộng rãi, thì bởi mới phát sinh là thiện nguyện đó. Cái đó trả ruột giống như kiểu 79 80 đủ mà tiền nếu có ăn đủ làm chó thì phải đi tiền đi làm thiện nguyện, đúng không? Xã hội hồi đó nó khổ quá mà làm gì có tiền, thân tao tao lo tao chưa chi sao, làm gì tao lo cho người khác được. Phải chăng vì cái chỗ mà cái đất nước mình làm ăn nên ra, có cái đồng dư đồng để, có người ca, có đồng tiền ra đồng dư, vì chỗ đó thì nó mới sinh ra cái chuyện dư giả. Khi đồng tiền nông dân dư giả thì ta mới phát sinh ra thiện nguyện. Và cái một số nghệ sĩ bắt kịp thời cơ điều đó và làm sinh thiện nguyện. Ồ, má tiền bỏ túi xong sướng chết mẹ luôn mà đủ má. Không không được không được. Nhưng mà mẹ cứ thử nghĩ đi, ngày xưa bà đủ má năm thập kỷ 80 90 đủ má ai làm thiện nguyện được? Tiền đéo là làm thiện nguyện, dân có ăn làm gì thiện nguyện được. Đúng rồi con. Đó, thì đó ta mới nói là khi xã hội phát triển thì nó mới sinh ra những cái tệ nạn. Chẳng hạn như là ba biết mà nhậu nhẹt mà tùm lum tùm la nó phát sinh ra những cái đó thì mình không mình cũng chấp nhận điều đó đi. Nhưng mà họ là những con sâu mà bám vào những cái điều kiện họ giỏi đó mày, giỏi mình, có nghĩa là họ bám theo những cái mà mình nghĩ chưa ra mà họ đã nghĩ ra rồi. Ui, má giờ nó nhiều quá, làm từ thiện lại có ăn, mà làm từ thiện là không đóng thuế, không ai biết cả. Họ đúng đã rồi. họ lường gạt bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà ý tôi muốn nói cũng nhắc lại cái điều đó, có nghĩa là tự nhiên mình không biết, nhưng có một người nhạy bén cũng làm doanh nghiệp đây, tao muốn nói về bà Nguyễn Phương Hằng, tao không biết bà là ai, nhưng mà tự động cái này là vô hình chung, tao nghĩ chắc bà cũng không cố tình đâu. Đầu tiên là bà muốn lôi thằng Dâu Biên ra, bởi vì nó đang ăn tiền, bà nó giật tiền bà thì bà lôi, nhưng mà nó vô tình nó dính giống kiểu mắc xích á, vô tình nó lôi ra nó dính, nó đụng tới quầy lên, đụng mãi sẵn dịp đó mới là bà mới làm luôn. Cái thực chất là bà cũng chẳng bao giờ bà cũng nói chuyện ngồi lên đâu, tao có nghĩ là vậy, tao đoán vậy thôi. Đầu tiên là thằng Dâu Bần Y là cái thằng trực tiếp lấy tiền bà đã kê khai hết rồi, nó trả tiền bà hết rồi, bà cũng không tha, bỏ ra. Nó có những cái sự lừa gạt mà hầu như là không phải lừa gạt trong Việt Nam đâu, nó trường gạt quả bên Mỹ luôn, làm chết người bên Mỹ luôn, nó đã biết bao nhiêu đơn thư rồi, đúng không? Thì ta không muốn nói chuyện đó nữa, mà ta chỉ nói là cái điều này
cũng vô tình thôi, thì bà lôi ra thì mình mới biết là đủ mà từ xưa giờ làm thì cái tao hỏi mày á, nó làm nó hát được bao nhiêu show ở trong một cái đất nước Việt Nam mình, mà chưa chi mà có vài năm thôi mà nó cất cái nhà cả trăm tỷ, mày nghĩ cái chuyện phi lý không? Rồi một con làm từ thiện, một đợt làm từ thiện vậy về nhà cất cái nhà 22-30 tỷ, cất cái nhà nó ngược cái số doanh thu với lại cái số mà ấy, nó đâu có hát con mẹ đâu. Đồ mà tự nhiên đụng cái nó cất cái nhà mấy chục tỷ thì đó cắt bây sao đâu, trời khổ lắm. Thôi ta không có bàn tới chuyện đó, bởi ta không ở trong nước, ta không có đi sâu vấn đề đó. Nó đi sâu vào thì nó nói mình này kia phiền lắm, tao nó thì đương nhiên nếu có cái sự bất nhất đó thì người dân người ta mới lên tiếng, người ta mới tức, người ta mới phản ảnh, đúng không? Còn mắc lại thằng quỷ thằng Mã Giang hồi nãy ta hơi lo thắng, thí dụ anh là doanh nghiệp nhỏ, cái công việc của anh hàng ngày ở trong cái hãng, trong cái xưởng của anh không có thời gian, anh có tiền đấy, anh dư vài trăm triệu cả tỷ vậy, nhưng mà anh muốn làm thiện vậy thì anh nhờ người khác làm giùm, hơi sức đâu mình có cái tâm, mình người ta đầu tiên người ta nghĩ có cái tâm chứ, ta bỏ vợ, ta bỏ cơ sở, ta bỏ cái ta đi xuống như miền Tây hay gì, ta làm chuyện nó không xa bờ quá, không không đáng để làm điều đó. Ta bỏ 50 triệu, ê mày đứng kia mày phát hậu giùm tao nghe, nhớ nghe, ê ba nghe 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 đủ bể tao đi xuống kia thì đủ, tao bỏ cơ sở tao làm sao được, chứ cũng có cái khó khăn cái đó, chứ không phải kiểu là tại sao anh có tiền mà anh không làm đi để nhờ người ta chi, phải nhờ chứ, tao đâu có bỏ cơ sở tao làm được, tao bỏ đủ mấy người đủ công dân tao ăn cắp sắt tao bán hết sao, đủ quá đúng không? Tao làm xi măng thì đủ, bỏ ra bưng xi măng ra nó bán hết chợ đen sao mày, đâu có được, không được, tao phải kề tao canh đó. Thì vì cái chỗ đó anh ta mình nói vậy cũng không đúng, có nhiều người ta có tiền nhưng ta sẽ nhờ khác đóng thay người ta, thì người ta tin tưởng cái điều đó, cái đồng tiền nó sẽ chạy vào nơi đúng nơi quy định, nhưng nó không nợ nên nó không chạy vô đúng nơi quy định mà nó chạy vô túi mới là ghê. Thì thôi cái chuyện của Việt Nam tao không nói, nhưng mà tao nói thiệt bây giờ người ta đã hiểu rằng tất cả mọi cái mà làm thiện nguyện gửi mẹ nó hết vô mặt trận tổ quốc, phải không? Mà cái gì đó phải không? Đúng rồi, hoặc là phòng thương binh xã hội nơi hoặc đó là mà tiếp hội phụ nhận. nữ cũng được, hội liên hiệp phụ Đúng nữ cũng rồi được. rồi xong, không có nhân cá nhắc, không có đại diện, tao nói mày rồi, ca sĩ càng lớn tiếng mà càng fan càng nhiều, việc nào thì nó ăn càng bạo chừng đó, thế thôi, bởi vì cái sự lan tỏa mà tao với mày nói chuyện để cái máy người nghe thôi, phải đúng không? Thì ví dụ có làm người ta khoái mình, ta làm thiện nguyện thì có 14 người thôi, nhưng mà thằng Hoài Linh nó sẽ là 1.600.000 người, đúng không? Thì 1.600.000 người ta bỏ vô đó thì sẽ lớn không? Mà nó tiện chẳng những bỏ vô, nó còn nói bạn bè nó bỏ vô nữa, đúng không chưa? Khi mà tai tiếng càng lớn thì tiền nó bỏ túi càng nhiều, tao chỉ nói đơn giản vậy thôi. Còn có chuyện sao khê sao khét gì đó thì cha của tao không đã quan tâm, tao không có biết gì chuyện đó. Có cái là không thằng nào ngu dại gì làm mà không có tiền cả, không có thằng nào trên đời là không bị, tao thấy không không phải là Phật sống, Phật cũng vậy, nói vậy không phải làm cái gì mà không không có tiền họ làm cả, đừng có tưởng vỡ. Khi mà đụng vô cái đĩa phải, nếu mà bắt tôi đòi khao khê thì với nghệ sĩ chúng em không, từ nay không 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 chịu làm thiện nguyện nữa. Trời mày không làm thiện nguyện tao mừng nữa, đủ dân người ta đỡ mất tiền nữa, thiếu cha gì. Những cái doanh nghiệp mày coi, ta thằng nào đưa ăn lên doanh nghiệp ra, mất cái 20 mấy người là một một doanh nghiệp là 60 mấy tỷ, 70 tỷ, 100 tỷ, 200 tỷ, đâu có chuyện tào lao. Mệt không vắng tụi bay tao mừng nữa, đúng không? Tôi cửa gì À, bố nói điển hình không, tội mới cái nè, cái hoàn cảnh của Kiên Giang rất là đáng thương đúng chưa, mà còn đúng như bố kêu rồi, gọi nãy giờ chưa ai hưởng ứng, đâu làm từ thiện không phải dễ đâu làm từ thiện ông không là dễ, đúng không? già ơi. Không không có con với ông già đứng ra làm từ thiện là ai nuôi Kiên Giang Đó đó, đúng không, đúng không? đấy, Đó bây giờ là con với tôi bố cầm nói là không rã, làm từ thiện nè, ai lo cho Kiên Giang? mấy bên này nói rã họng rồi, nó vô trong điện đàng bài mà nói không nên lời luôn, mà thấy không? Hả? Tội nghiệp ghê, tội nghiệp quá Cũng trời quá đất khổ cũng luôn. phải hiểu chứ, cũng chứ đâu phải là chuyện đơn giản, đâu phải là dễ dễ ăn đâu, dễ nuốt đâu mọi người, ta phải có cái nhìn đúng không, ta phải có ánh nhìn nó công bằng chút đó, nãy giờ hai bố con mẹ nó ra gần chết luôn, kêu gọi ủng hộ cho Kiên Muốn Giang chết mà không luôn ai hả? ủng hộ hết Đừng nói là đó. kiểu này tao nghi chắc là cái xe Lamborghini bò, Lamborghini là chắc bên trong Là bò ghi Lamborghini chắc không đi. xong rồi, được đúng rồi, khổ ghê. Thì nói gì vậy thôi, chứ còn cái chuyện bây giờ
cũng gần ngày rồi. Theo tao tao ta nói là ngay bây giờ thì nhà nước mình tập trung vào vấn đề dịch bệnh, cho nên ra người ta biết là cái điều đó nó xảy ra rồi. Mà tao nghĩ là người ta công an đã vào cuộc và đã gom hồ sơ các cái, không chạy đằng trời được thoát. Và tao cũng đính chính lại, tao nói cái câu này, không biết tôi tất cả những người nào mà bị nhân dân lên án ở đây, tao nói 50-50 và bên ủng một bên ủng hộ mình không ủng hộ nha, nhưng những người đó không thể nào xuất ngoại được, bởi vì sau khi mà nhà nước đã làm sạch rồi, ok không có gì cả, anh đi thoải mái. Còn nếu anh đã dướng vấn đề coi với sự mà biển thủ, nói chung là cái gì ta, cái tội là kêu bằng cái tội gì ta, lợi dụng đại khái gì, Tín lợi nhiệm, dụng tín nhiệm lợi dụng tín nhiệm đó, chiếm đoạt chiếm tài đoạt tài sản. sản đó, xong miễn khỏi xuất ngoại luôn. Để bẻ 10 100 thằng Trần Vĩnh Hưng đủ mà cũng đéo dám đi được, chứ đừng nó cỡ gì nó đủ phải rồi. Đi được giống như là kỹ thằng gì ta, Thanh Thanh gì đâu ra, đi qua rồi nó còn lôi đầu về ở mà tao thiệt, tao bay tào lao. Mà ở đây nó có nhiều cái vui lắm, ở trên YouTube là YouTube dơ đồ má, nó còn để nhiều cái câu cười lắm kìa. Tự nhiên đùng một cái gì Đồng Nai bỏ chạy, bỏ của chạy lấy người, mày có clip chưa? Đồ, để một Chưa. cái tích dễ sợ. Cười lắm. Bỏ chủ, bỏ bỏ của chạy lấy người vì Covid-19 gì, trời ơi. Nó chiếu một cái đoạn đường mà đụng mấy cái anh y tá với lại mấy cái anh mà coi như làm về y tế, người ta nghỉ mà ta mệt quá người ta nằm ra đường, người ta nghỉ, người ta nằm trên, nói chung là người ta mất, thấy chưa? Xác chết la liệt. Đồ má vậy là quá. Vậy mà chuyên gia cái tin thiệt này làm nó teo quá đủ, nó đâu dám ra đường, đã lớn không nổi rồi đủ, má đâu dám ra đường đâu đủ. Ngồi kỳ này nó đang đợi đợi chờ đợi tao gửi xe lăn về nè, đủ mệt quá. Trời ơi đủ khổ ghê, nãy giờ kêu gọi rác cũng họng mà đâu có thằng nào đủ Đúng má, rồi, không ai hưởng ứng hết, không ai hưởng gì trơn. Trời trời, mà thấy không, buồn đủ quá. phải làm từ thiện cũng khó quá, phải chi tao đành những hư hồi nãy giờ vô bảo rồi đủ. Thì mời không, bây Thấy giờ biết đâu mà bố lên bố hát một bài á, giờ bố đứng ra bố hát chưa? một bài cái nghe giọng hay hay cái chạy vô ủng hộ. Khổ trời ơi. Thôi ok thôi con, nghỉ khuya rồi. Dạ. Rồi.